Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc phó trưởng công an phường Sông Bằng thành phố Cao Bằng đánh phụ nữ ở tiệm cắt tóc vào lúc nửa đêm mà chúng tôi đã thông tin thì đến ngày hôm nay công an thành phố Cao Bằng đã có báo cáo chính thức. Tuy nhiên, dù là với bất kỳ lý do gì thì hành động của người phó trưởng công an phường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an nên bị phía công an tỉnh Cao Bằng xử lý nghiêm. Theo báo cáo của Công an thành phố Cao Bằng vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, Trung tá Đặng Đình Đoàn đang trực tại trụ sở thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ bệnh viện 103 Cao Bằng về việc bị một người đàn ông làm việc tại một quán cắt tóc gọi điện thoại nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ giúp đỡ. Do sẵn có mối quan hệ quen biết với ông Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo một cán bộ công an phường cùng ông Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc. Khi đến quán, ông Đoàn yêu cầu một thanh niên về công an phường đề thám giải quyết do cho rằng đây là người nhắn tin. Hai bên to tiếng, ông Đoàn cùng thuộc cấp lôi nam thanh niên lên ô tô riêng đòi đưa đi nhưng bị phản kháng và dẫn đến cãi vã, xô xát. Ngay sau đó tổ công tác của công an phường Đề Thám đã kịp đến can ngăn, lập biên bản vụ việc. Sau khi nghe báo cáo vụ việc thì ban thường vụ Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh đã thống nhất đánh giá trong quá trình xử lý vụ việc, ông Đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác và quy tắc ứng xử của lực lượng công an, thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Mặc dù hành vi của ông Đoàn không gây thương tích, không có đơn thư tố cáo nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của lực lượng công an nên sẽ bị xử lý nghiêm.